Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bibi. Hôm nay các bạn thấy có gì đặc sắc không? Hôm nay mình làm một cái video countdown ý, đếm ngược năm mới. Thì hôm nay, tối nay các bạn có đi xem bắn pháo bông không? Thì ở nơi mình ở Sài Gòn ấy, thì khá là đông đúc. Mình cũng nghe nói là tối nay cũng có countdown bắn pháo hoa. Nhưng mà mình khá là lười nên mình ở nhà chùm chăn và làm clip cho tất cả các bạn xem. Và cuối năm rồi, chúng ta hãy cùng nhau tổng kết lại năm 2020 mình đã làm được gì nha. Thì video đầu tiên của mình được upload vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Lúc đó là làm về tựa game Adorable Home. Thật ra video đầu tiên là một phút ngẫu hứng của mình ý. Nhưng mà không ngờ là lúc đó được rất nhiều các bạn ủng hộ. Và từ đó sự nghiệp làm YouTube của mình bắt đầu luôn. Hiện tại thì mình đã làm YouTube được khoảng 10 tháng. Game Sakura School thì đã chơi được 8 tháng rồi. Thật ra thì mình chơi chả giỏi gì đâu, mình chỉ tập từ từ ý. Nên là nếu như mà có sai sót gì trong quá trình làm game thì hy vọng tất cả các bạn hãy để lại comment xuống cho mình, góp ý cho mình để năm tới mình có thể làm nội dung hay hơn nha. Và kết thúc năm thì mình cũng rất cảm ơn tất cả các bạn. Mình cảm thấy rất là may mắn vì chỉ trong một khoảng thời gian 10 tháng thôi mà kênh YouTube của mình đã được hơn 25.000 người follow, đúng không ta? À đúng rồi, hơn 25.000 người follow. Và TikTok thì được hơn 60.000 người follow. Ôi trời, con số này mình, cái con số này là đầu năm rồi ấy, tức là đầu năm 2020 ấy, mình chưa từng nghĩ là mình sẽ được cái con số như vậy luôn. Nói chung là mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm cho mình khá là nhiều và lượng xem của mình thì khá là ổn luôn. Nói chung là mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì mình đang đi làm nên là mình cũng khá là bận, không thể nào mà ra clip với tần suất cứ là nhiều được. Nhưng mà mình hứa là mỗi video mình ra thì mình sẽ cố gắng hết khả năng về nội dung cũng như là cái kỹ năng chơi game của mình sẽ luôn cố gắng trau dồi. Năm 2021 đến rồi thì mình chúc tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ bình an. Điều mà mình muốn trong năm 2021 là tài khoản TikTok và YouTube của mình sẽ được 100.000 người follow. Và mình hy vọng là những bạn đang xem video tổng kết năm 2020 thì năm 2021 chúng ta vẫn còn đồng hành cùng với nhau. Nói chung là năm 2020 vừa qua thì mình trải qua khá là vui, bởi vì YouTube và TikTok khá là ổn. Còn tất cả các bạn thì các bạn thấy là năm 2020 của các bạn như thế nào? Nhớ comment xuống bên dưới nha. Và cái điều mà các bạn mong muốn nhất trong năm 2021 là gì thì cũng nhớ comment xuống bên dưới cho mình và tất cả các bạn follower khác biết nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Vì đây là một video ngắn làm việc countdown tổng kết năm nên là cũng không có gì đặc sắc. Hy vọng tất cả các bạn sẽ yêu thích video của mình cũng như yêu quý mình. Và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau.